Dù không phải là đơn vị trọng điểm cho công tác giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nhưng với kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng hợp lý, học sinh trường Trung học phổ thông Quái Châu tự tin cạnh tranh với học sinh khối các trường chuyên. Trong 2 năm liên tiếp, trường Trung học phổ thông Quái Châu liên tiếp có học sinh vượt qua các vòng loại và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Hưng Yên. Năm 2024, trường có 4 học sinh trúng tuyển. Em Hoàng Hải Phong đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tin học. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 38 trên 53 học sinh đoạt giải gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 12 giải ba và 17 giải khuyến khích. Không chỉ vậy, học sinh trường Trung học phổ thông Quái Châu còn được tạo điều kiện tham gia nhiều cuộc thi cạnh tranh với học sinh các trường Trung học phổ thông chuyên trên cả nước. Tiêu biểu như chạy hè Hùng Vương, 11 trên 25 học sinh tham gia đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng. Trong cuộc thi Olympic tin học miền Trung Tây Nguyên, 5 trên 5 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Ngoài ra, còn có nhiều cuộc thi khác như tiếng Anh trên mạng, tin học trẻ các cấp.